Nở ngành xanh ngọt nước có nguồn bể cả sông sâu. Trường bời đông gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim thung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, chăm mây họ gian lao nhớ cầu bách mạch điều quy sao. Chăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sống. Còn kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình, nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, con muốn bày tỏ tấm lòng hiếu kính sâu sắc đối với bố mẹ và một món quà rất đặc biệt, đó là hòn hoa cộ. Đây không chỉ là một món đồ trang trí tinh xảo mà còn chứa đựng thông điệp sâu sắc và ý nghĩa về đạo hiếu. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Hòn hoa cộ này là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và triết lý sống. Mỗi chi tiết trên đó đều biểu trưng cho những giá trị cao quý mà bố mẹ đã dành trọn cuộc đời để truyền dạy cho các con cháu. Vỗ lúa trong hòn hoa cộ với sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt dù đã trải qua hàng trăm năm thăng trầm theo thời gian, chính là biểu tượng cho tình yêu thương và sự che chở không ngừng nghỉ của bố mẹ. Sự vững chắc của vỗ lúa, ngay cả khi bị thiên nhiên mài mòn, vẫn đứng vững như tình cảm bền bỉ của bố mẹ dành cho con cái. Dòng nước mát chảy quanh hòn hoa cộ thể hiện những lời khuyên bảo, sự chăm sóc ân cần của bố mẹ từng ngày tháng. Điều này nhắc nhở chúng ta về công lao to lớn của cha mẹ, đúng với ý niệm và tinh thần mà ngày xưa đã dạy. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Con cũng mong muốn nhân dịp này nhằm nhắn nhủ đến thế hệ trẻ, các con cháu trong gia đình rằng việc ghi nhớ và trân trọng những giá trị gia đình là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng cuộc sống trong một xã hội ngày càng hiện đại và phức tạp. Sự gắn kết giữa gia đình và lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ vẫn luôn là nguồn cội bền vững, giúp chúng ta đứng vững trước mọi khó khăn, thử thách. Hãy luôn nhớ rằng,
dù chúng ta có đi xa đến đâu thì nguồn gốc gia đình vẫn là nơi chốn bình yên duy nhất để chúng ta quay về. Đây không chỉ là bài học về lòng biết ơn mà còn là cách để chúng ta duy trì và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp, nền tảng cho một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Tháng Vu Lan bông hồng cài áo, con cháu đông hiếu thảo tập hòa, cây dày cây phúc nở hoa, bức tranh điển tích đậm đà tình thân. Ngoài 90 tinh thần còn tráng, cả đời làm việc thiện cho đời, trăm năm lộc thọ ơn trời, sông nguồn mạnh đức tiếc lời cháu con. Cuối cùng con xin chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể đại gia đình có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và là kính lạy bố Chu Văn Hầu, mẹ Trần Thị Mão, sinh con ra, nuôi con khôn lớn ăn học và chứng kiến con trưởng thành. Kính thưa tất cả các ông, các bà, các quý vị đại biểu, xin mời và con cháu tham gia đình. Hôm nay gia đình tôi cũng thấy rất là vinh dự, vì thời gian này là thời gian phụ huynh giáo dưỡng con cái phải có trách nhiệm báo làm công tác báo hiếu cho bố mẹ. Thế thì hôm nay là nhờ ơn tổ ấm, nhờ ơn gia tiên, nhờ ơn trời đất thì tôi có con là Chu Văn Ân, con dâu là Nguyễn Thị Thanh cùng các con cháu trong gia đình thì có bàn nhau và nhất trí cao để mở cái cuộc Vu Lan báo hiếu cho hai ông bà nhà chúng tôi. Điều này là tôi thấy rất là vinh dự, rất là tự hào. Thế còn bản thân tôi thì cũng báo cáo với các quý vị đại biểu là ra làm công tác ở ngoài xã 30 năm, nhưng mà đặc trách là phụ trách khối văn hóa xã hội, lịch sử văn hóa xã hội của xã Phùng Xá. Thế thì về trực tiếp để làm những nơi tâm linh thờ cúng mà bản thân cũng đã làm được trong một cái khuôn viên của thờ cúng bốn cái địa điểm của di tích của làng Vĩnh Lộc. Đến nay đã có trọn vẹn, nhưng mà đến nay là tôi đã làm được 30 năm vượt mức cái đó, cho nên là được thành phố, được huyện, được xã thì cấp cho 52 cái bằng giấy khen. Báo cáo với các quý vị đại biểu như thế rất tự hào. Thế thì hôm nay thì vợ chồng ông Hùng Thanh các cháu kết hợp lại tổ chức cái cuộc Vu Lan báo hiếu cho hai ông bà chúng tôi. Thì cái thứ nhất là kỷ niệm cho hai ông bà cái hòn non bộ đầy. Thì tôi nghĩ là từ ngày xưa đến nay không trải không, thế người ta có thì nó là hình thức khác đó. Thế mà cái này thì tôi thấy được quá nhiệt đảm. Cái này thì bằng gỗ lụa, lụa lúa. Thế thì cái này cũng thấy hiếm có. À, hôm nay hai ông bà nhà tôi là sướng lắm, vất vả lắm mà chắc là thấy là biết được là hai con là Hùng và Thanh ghi nhận cái tấm lòng của hai con là đã có cái công sức, có những cái tiền của, rồi có những cái tinh thần mà động viên bố mẹ long trọng được như thế này. Thế là cái điều đó là bố mẹ là cảm ơn là cả thấy là mình sướng, thấy nó phấn khởi. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thay lời cho các con mà xin được cảm ơn bố. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã bên con.